Xong tắt luôn. Tắt mất rồi. Hôm nay là ngày 16 tháng 6, mừng Thôi Nôi Hoa Huệ đầy 1 năm tuổi ha cả nhà. Về cháu làm clip. Cả nhà chúc sinh mình chúc mừng sinh nhật con đi ạ. Hoa Huệ ơi, Hoa Huệ thổi nến nào. Nào con thổi đi. Con bé Hoa Huệ thổi đi. Đây này. Hoa Huệ ơi. Hoa Huệ ai khen Hoa Huệ hiền. Nón đâu? Nào, Hoa Huệ thổi đi, bảo thổi cho em. Ngồi gần vào. Không phải của mình, thổi không tắt. Rồi. Đi bây giờ đi, bây giờ đi sang bên kia đi, đông người đi. À. Nhanh lên đi sang kia đông người. Con có chụp thì con chụp đi. Con bé Hoa Huệ sang đi bảo ô chứ à quên để cho cô cho ấy con. Các bạn ơi, hôm nay sinh nhật là chị Hoa Huệ nha, chúc mừng chị Hoa Huệ đây, chúc mừng chị Hoa Huệ đây, chúc mừng Hoa Huệ sinh nhật 1 năm tuổi, hay ăn trông lớn nào. Báo cứ thập thò hoài. Thôi đi, nó đang khóc không chụp đi. Đi bê cái này ra, báo mở cửa. Báo, ôi dồi ôi, cái báo mở cửa cho mẹ nó lên. Đi bê em sang bên đi. Nhanh, mở cửa. Đi bê em sang đây. Sinh nhật nào. Mở cửa. Nếu con phải cầm cái này. Con cầm đi. Con người cứ đừng có đặt xuống nha. Đi vô. Sinh nhật nào. Đi sinh nhật. Đứng ở đây. Đứng ở đây. Ngồi xuống. Sinh nhật nào các bạn ơi. Mở cái nhà cái thôi từ từ tí mở xong. Báo đứng giữa đây báo. Đứng giữa đây. Rồi, đứng đây được rồi. Giờ có bạn nào biết hát bài đó không? Nhạc không? Không, hát biển đó. Đừng có mở nhạc. Mẹ đi quay. Nào hát một bài đi nha, bắt nhịp cho nó hát đi. Ừ. Đi, giới thiệu đi. Ủa cái này không chơi này. Nè, tập trung hát. Ok nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Con hề tròn 1 năm tuổi. Bây giờ lấy cái bánh để cho em ăn bánh đây. Lấy bánh đây. À lấy cái đĩa để cắt bánh đây. Lấy đĩa cắt bánh. Ô